Mà chị à, chị có đi thăm thằng Tý không? Tôi ở trong này đâu có đi thăm nó được. Nhưng mai á, mà nhờ có con của ông Việt trong này nè, nó giúp tôi, nó vô thăm ông Việt, tôi mới đưa tiền cho nó đưa cho thằng Tý xoay sở. Hôm qua nó có vô nữa. Tôi đang mong nó, đang hỏi thăm tin tức của thằng Tý nè. Sao kỳ vậy? Tôi mới đi thăm nó chiều hôm kia mà. Nó còn trách với tôi bên nội nó tệ quá. Nó ở trong này hổng rày mà không ai thèm ngó ngàng gì tới nó hết trơn. Không thể như thế được. Tôi đưa tiền cho thằng Tú nhiều lần lắm rồi mà. Mỗi lần nó ở trọng đi về đây á, nó đều kể thằng Tý cho tôi nghe hết trơn á. Coi chừng chị bị người ta gạt rồi đó. Tôi ngồi nói chuyện với nó cả buổi, nó không nói dối tôi đâu. Con nghĩ là con có thể đi thăm cái tù cho bác, con sẽ vô đó hỏi thăm. Rồi có gì con vô đây báo tin cho bác. Nhưng mà người đó là gì của bác nhỉ? Nó là cái nội của tôi. Sao? Cháu tôi nó có khỏe không? Dạ khỏe. Nhưng mà có điều. Có điều gì hả cậu? Cháu của bác đang gặp khó khăn chứ còn đồng hốt trong tù. Tụi nó đánh đập cháu đi rồi. Không, mà thật ra nó cũng không muốn đánh. Vậy chứ tụi nó muốn cái gì? Câu trả lời này con nghĩ là bác biết. Nếu được á thì bác cũng không để con lo cho cháu của mình, để chi cho tụi đồ hốt của tụi. Nhưng mà tụi nó cần bao nhiêu hả cậu? Con nghĩ là phải càng nhiều càng tốt. Dạ, thưa bác. Đúng theo số tiền mà cậu yêu cầu, nhớ đưa cho nó giùm tôi nghe. Bác yên tâm, con không hứa được thôi. Con đã hứa, con sẽ cố sức. Và cái này, ở đâu bác có nhanh là của cậu ngắt bảo. Tôi phải nói dối là cầm tiền là 49.000 cho con, cậu cho tôi mượn đó. Tốt quá. Hay là cậu cầm đỡ từng này, nếu có nữa tôi sẽ đưa cho cậu. Trời ơi bác ơi, chừng này là chị đủ lương tâm sẽ ăn của nó không? Trời ơi. Thà mình cứ đưa, chừng này hả? Tụi nó ném cháo cho bác nữa. Cậu là mơ cầm được túi giúp nó giúp túi với cậu. Cầm đầu giúp túi với cậu. Thôi, chị đi tham quan đi. Tôi phải đi tìm thằng cha nó hỏi cho ra lẽ mới được. Chị ngồi đi nghe. Đồ cái cha già cái trẻ con, để nó đi gạt tiền người khác. Thằng con trời đánh của ông á, kêu nó ra đây gặp tôi. Ê cái bà già, tự nhiên không ở đâu là nói cái gì vậy? Con trai tôi làm gì? Con tôi mà bà nói trời đánh là sao? Con ông nói sao tôi mới nói vậy chứ? Cái đồ mới có bị lớn mà đi gạt tiền người ta rồi hả? Có chuyện gì bà nói đi nghe. Mà đứa con tôi gạt bà là gạt cái gì à? Hôm trước đó nó nói nó giúp tôi đi thăm cháu nội của tôi tốn biết bao nhiêu tiền để đưa cho nó rồi. Tôi hết lần cảm ơn nó nữa, tôi cảm động khi nghe nó vô thăm đặt cháu tôi nữa. Vậy mà rốt cuộc nó gạt tôi để nó lấy tiền thôi à? Làm gì có chuyện đó, con tôi nó đẻ tôi biết, nó không bao giờ làm như chuyện như vậy bao giờ. Bà kia bà ăn bậy được chứ không được nó bậy nha. Bà nó bậy là không đi với tôi đâu. Trời ơi, bao nhiêu tiền của tôi đi vay đi mượn mà. Thiệt là đồ cái thứ nè, không được nói cái thứ này thứ nọ nha. Tôi nói vậy đó, ông làm gì tôi? Nếu ông không tin á, ông kêu thằng con ông lại đây gặp tôi đi. Nếu đúng như vậy á, ông phải đền tiền cho tôi, rồi ông phải xin lỗi tôi nữa đó. Mày ta đi, đúng như vậy. Được chưa bà? Nè, ông nói là ông phải nhớ lời đó nghe.
Còn cái thứ. Sao vậy bác? Sao bác lại bực mình vậy? Sao hôm nay ai cũng bực mình vậy ta? Sao bà Loan hả? Bà mới chửi như tát nước vô mặt bác. Sao vậy bác? Sao lại chửi bác? Bà nói bác không biết dạy con để lừa gạt tiền của bà. Còn coi, bác đó có hàm hồ. Thằng thú con của bác đó có thiếu thốn gì đâu mà phải gạt tiền của bà. Con tức không? Sao anh Tú lại gạt tiền dữ vậy ta? Cô nói gì? Dạ không. Ý con nói là chắc anh Tú không vậy đâu. Lần đầu tiên thấy anh rủ em đi uống cà phê vậy đó nha. Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng đây. Không có gì đâu. Em nói là em thích anh. Sao lại đi chơi với Tú? Trong khi đó Tú là bạn trai của Uyên nữa. Anh nghĩ sao vậy? Sao em lại đi chơi với thằng nghiện ngập như vậy? Cái gì? Anh Lâm. Bé Thư, sao đến thăm ba em của chị vậy? Em không có đến thăm ba em, mà em đến kiếm anh Phước anh à. Thằng Phước à? Dạ anh, có anh Phước trong đó không hả anh? Ở trọng á. Vậy em đi nha anh. Lại là Phước. Sao ngày nào cũng con gái tới thăm nó vậy ta? Sao không ai thăm mình hết? Thằng đó, nó cái gì cũng hơn mình hết. Hát hay hơn mình, đàn giỏi hơn mình, cao hơn mình, tóc nhiều hơn mình. Mình chỉ có một thứ hơn nó thôi, xấu hơn nó. Ủa? Chào anh Phước. Thư. Thư vô đi. Em mới đi làm về, nghe anh gọi muốn gặp em nói chuyện, là em chạy thẳng tới đây luôn. Anh muốn kể Thư nghe chuyện này. Chuyện gì vậy anh? Cái bà Loan á, bà mới chửi tát nước cho mặt bác. Sao vậy bác? Sao lại chửi bác? Bà nói bác không biết dạy con để lừa gạt tiền của bà. Tại sao anh lại cần nhiều tiền như vậy? Thư có tin là dì Loan nói là sự thật không? Em tin dì Loan không đặt điều nói bậy đâu. Anh nói điều này, nếu không phải Thư đừng có giận anh nha. Anh cứ nói đi. Anh nghĩ là anh Tú đang nghiện hút đó. Em cũng nghĩ như anh vậy đó. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Tụi mình phải tìm cách gì đó để ngăn chuyện này lại. Anh vẫn chưa tin hiểu lắm. Dù sao bây giờ chỉ là suy đoán của anh em mình thôi. Phải chắc chắn là sự thật mới tính tiếp được. Anh nói đúng. Bây giờ mình phải tìm cách gì đó để cách ly ảnh khỏi thành phố về ha. Nếu đúng như vậy thì mọi việc sẽ diễn ra. Công nhận sao anh với em có cuộc suy nghĩ nha. Nhưng mình sử dụng Tú đi đâu ta? Uyên. Đúng rồi, tới chỗ của Uyên. Nhưng mà bằng cách nào bây giờ? Anh xin như đôi chim tung bay ngập trời nắng. Anh xin
như sương ban mai lòng lành đầu cành lá. Tình yêu mơ hồ nhẹ nhàng như ánh mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi em dâng trăng. Như chim ngàn phương theo mây trời lang thang, dòng trời cùng nhau đêm đêm cùng yên cho vơi niềm thương nhớ. Con xin cho em người ơi, cho tôi quên bao nhiêu kỷ niệm sau. Này, cho tôi quên đi bao nhiêu mong đêm mê. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối cô nuôi cô đơn. Tiếng mắt tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn. Tiếng lạc anh Tú. Anh với Uyên giờ này sao rồi? Mà sao giờ này em không thấy anh đi với Uyên vậy? Mày hỏi gì? Tự nhiên hôm nay quan tâm chuyện của tao nhiều quá vậy? Quay về nhà rồi. Ủa? Vậy hai người giận nhau hả? Ừ. Uyên giận tao. Em thấy Uyên là một cô gái tốt, mà lại khó tìm một người như Uyên nữa. Anh đừng có để mất Uyên nha. Tao biết, nhưng mà tao... Vậy thì anh có muốn về sống đồi để gặp Uyên không? Muốn. Không. Uyên cũng hết giận tao đâu. Uyên cũng yêu anh lắm á. Nếu mà thấy anh lên đó, y sẽ hết giận anh ngay. Đừng lo, nếu mà anh ngại á, em sẽ đi chung với anh. Hôm nay tôi thấy mày lạ nha. Có âm mưu gì hả? Âm mưu gì? Tại em quan tâm tới anh, và nhất là dì Uyên nữa. Chứ còn nếu mà người khác, đừng có hòng. Thôi bây giờ phòng đi, để đó tính sao. Anh nghe rồi Thư. Anh Phước hả? Nói mãi mà anh không chịu anh à. Thì em cứ hẹn với ổng ở quán cà phê đi, rồi anh với em gặp. Anh sẽ tới đó để thuyết phục ổng thử xem. Ok anh. Vậy thôi nha anh. Chúc anh ngủ ngon. Và nằm mơ thấy nhiều cô gái đẹp. Trời ơi, một cô còn không có để mơ lấy, lấy đâu ra nhiều cô. Ok anh. Anh ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye.
Dạ, cảm ơn anh. Hồi nãy anh cũng gặp bác Hoài và ba kia. Họ nói là có em đến. Anh nghe bác Hoài kể nhà em lắm rồi. Giờ mới gặp. Vậy anh là Tú, con bác Việt đúng không anh? À, em đến lúc nào? Dạ, em lên hôm qua. Em vừa thi tốt nghiệp xong, được nghỉ mấy ngày nên em lên chơi với ba. Ờ, em học trường nào? Dạ, em học trường năm nay. Tính mở trang trại sao em? Trang trại dạ nơi. Học xong rồi chắc về nhà nuôi heo quá. Tại sao lại là nuôi heo? Không nuôi người dễ nhiều lắm. Heo á, còn dễ kiếm để thôi. Còn người nuôi á, kiếm đâu ra bây giờ? Được rồi, đồng ý với anh đi. Anh sẽ kiếm người nuôi, vậy hả? Anh nói rồi đó nha. Anh hỏi em chuyện gì nha. Anh cứ nói đi. Đi với anh em không thoải mái lắm hả? Dạ. Có gì á thì em cứ nói, để anh với em cùng hiểu nhau. Mình còn gặp nhau nhiều lần mà. Dạ. Thực sự là em ít có khi nào đi chơi với người khác đó lâu như vậy. Hơn nữa là đứng như nơi sang trọng vậy, chưa có quen. Hay là em không tin anh hả? Em... Anh sẽ làm cho em lúc nào cũng như, cũng thoải mái. Anh Tú, đừng làm như vậy không? Anh Tú,